Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé. Hiện tại Hải đang có mặt tại hướng Mũi Tàu, cũng như là một bên tay phải của Hải là bên đường Phan Bội Châu. Phía bên này thì bên dọc này là đại lộ Lê Lợi, thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo đêm từ đại lộ Lê Lợi mình xuống đến phố đi bộ Nguyễn Huệ nhá. Thì mình cùng đi và cập nhật những cái tình hình mới về quá trình thay đổi của đại lộ Lê Lợi này, rồi cập nhật những cái thông tin chuẩn bị Tết thôi. Thì bây giờ chỉ còn khoảng 4 tuần nữa thì sẽ tới Tết âm lịch, và chỉ còn hơn 1 tuần nữa thì mình sẽ đến tới với Tết dương Tết âm lịch rồi đấy. Thì hiện tại Hải thấy như là công viên Tao Đàm đang tổ chức cái sự kiện là đang dựng để tổ chức thôi, cái sự kiện lễ hội hoa Tết tại công viên Tao Đàm thì năm nào người ta cũng tổ chức ở đấy, và một số cái công viên lớn như công viên Lê Văn Tám cũng bán ở đấy rất là nhiều cái loại cây hoa, cây cảnh rất là đẹp. Đây, dọc này thì nó cũng không có cái gì khả quan cho lắm đâu, chỉ hướng bên này này nó bị không ảnh hưởng bởi cái tuyến metro Bến Thành Suối Tiên thì nó đẹp hơn, nhất là cái tòa nhà Sài Gòn này rất là đẹp luôn, view này không biết là được trang trí Tết chắc là đẹp lắm ấy. Mà cũng lâu lắm rồi Hải không quay đêm ở khu vực này. Thì giờ này là 9 giờ tối, mọi người có thể thấy là lượng người đi lại trên đại lộ Lê Lợi còn rất là đông. Thì nếu mà những ngày cuối tuần thì khu vực này còn đông kín nữa luôn. Thì ở phía trước mọi người đang từ con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổ xuống đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì đang có dựng rất nhiều cái màn hình chiếu để phục vụ cho mình xem dịp lễ Tết này, rất là màn hình rất là lớn luôn, giống như cái đợt trước đang bỏ đang lắp này. Đấy, như Hải thấy là lượng khách du lịch cũng như là Việt kiều về nước rất là đông luôn á. Mình đứng góc này, bên này có cái nhà hàng rất là đẹp luôn, trang trí hệ thống đèn led đấy, đẹp nhất cái khu này luôn á. Ban ngày thì nhìn nó bình thường, ban đêm mà lên đèn đẹp. Lê Lai ơi, Lê Lai đi trên. Đúng rồi. Qua chợ Bến Thành là đường Lê Lai rồi.
đây dọc này thì có một số cái cửa hàng đã được mở lại rất là đẹp đấy, còn một số này thì chắc là giá mặt bằng nó cũng cao nên người ta chưa mở lại được đấy. Khu vực này chắc cũng phải chờ một thời gian nhất định. Hải thấy là cái dịp cuối năm này lượng khách nước ngoài đổ tới Việt Nam tham quan du lịch cũng như là ở lại chơi Tết của mình rất là đông này, rất là nhiều luôn. Dọc từ ngày mà được hoàn thành được cái đường đại lộ Lê Lợi này á, đường xá là sạch sẽ. Con cái Bạch Đằng thì về đêm thì lúc nào cũng kín khách. Đây như nhìn hôm nay là trên dọc cái đại lộ Lê Lợi này cũng khá là đông này. Hôm qua thấy là nó có treo cái phông bạt lên mà, hôm nay thấy dọn hết rồi, chắc đang chờ ngày mới làm tổ chức. Mình cùng ra đến Bục Bình chỗ cái liễu xem họ làm tới đâu rồi nhá.